Khách khứa cái gì đâu mà người ta hẹn 12 giờ ăn đám giỗ. Mới có 8 giờ sáng người ta chạy qua hỏi có ăn chưa, có ăn chưa. Có con sen già này ăn không? Năm sau đi đám giỗ không có đi tay không vậy nha. Phải có bia có mồi mới nhậu được chứ. Năm nay nhà đông con đông cháu nên bưng bê dọn dẹp nó cũng đỡ hơn mấy năm trước. Con Cam Niễm là xung phong đi dọn bàn thờ nè. Người ta nói ngu ngốc cộng với nhiệt tình là bằng phá hoại á. Dành dành đi chập hồi ông thần tài ông rớt xuống. Tao cho mày thay ổng làm bạn với ông địa nha. Thường mà nhà có đám tiệc kiểu này thì con người vui thôi chứ con mèo nó quải lắm. Mặt đứa nào đứa nấy tao nói nó sò như con cò. Tại vì mèo nó sợ người lạ. Với lại mình cũng sợ con nít nó phá mèo của mình nữa. Nên là 12 con mèo mình đem cất hết trơn nè. Đám Lula thì sẽ được cất ở trong phòng ngủ. Cái đám của con Hai Thể với Cẩm Lan Cẩm Chướng là được cất vô chuồng. Rồi đẩy qua bên phòng con Đưa Khoan để tá túc. Mình khóa trái cửa lại luôn để khỏi ai vô đây coi mèo của mình hết. Phòng nào cũng đầy đủ thức ăn, nước uống, thao cát. Máy lạnh mở xuyên suốt từ sáng tới chiều. Nhóc kỹ có đó mà sơ hở là nó chạy trốn. Tao mà tức lên là tao vô đó tao trốn chung với mày. Tới đó đừng có hỏi sao mà sợ ma nha. Ai mà chơi hệ mèo là nhìn biết liền tôi đang làm gì luôn á. Gia chủ ăn ăn vậy thôi chứ mình nghĩ cái nồi lẩu này nãy giờ. Khách đứng lên một cái là tôi hốt hết tôm rồi tôi giấu luôn. Rồi lâu lâu cũng canh chừng để chạy lên coi tụi nó làm sao. Má nào má nấy xịt keo cứng nhắc. Tình hình lúc này là ai về nhà nấy. Thôi gỡ keo ra đi rồi khách về tôi ấy tôm cho ăn nè. Mấy con mèo nó cũng giãn giãn ra được một chút rồi. Bởi đám giỗ nhà người ta là mệt một, đám giỗ nhà mình là mệt hai gấp đôi đó. Vừa lo đám vừa lo mèo nữa.